bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Môi trường TV. Phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, phía Bắc trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, trời rét. Phía Nam có mây, một vài nơi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Còn khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi trường TV.